thì khi mà bộ phim lên sóng và tạo được cơn sốt như bữa giờ thì không biết là Nghị có nhớ lại cái kỷ niệm, cái phân đoạn nào mà mình không khó quên nhất khi mà thực hiện bộ phim Ngày Mình Đã Yêu không? À, trước khi Nghị chia sẻ cái phần kỷ niệm này thì cho Nghị 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 nói một chút, đó là cái vai Đức Cần Trô mà em đóng á, thực ra là nó chỉ có 7 phân đoạn thôi. Mà bữa giờ thì thông tin báo chí hỏi rất là nhiều về cái kỷ niệm, thì em đúng là chỉ có một kỷ niệm mà em nhớ nhất với lại Bảo Thanh thôi, đó là lúc mà cô ấy tới cái trụ sở cảnh sát á để mà quậy anh Đức này á. Thì cái ngày đó là ngày đầu tiên mà Nghị và Bảo Thanh gặp mặt nhau ở ngoài đời á, gọi là nghệ sĩ gặp mặt nhau lần lần đầu tiên á. Thì khi mà vào phân đoạn thì lần đầu tiên Bảo Thanh nghe tới thấy cái giọng Phú Yên thì nghe rất là lạ tai, và từ đó là mỗi lần mà Nghị cất giọng lên thì Bảo Thanh cười rất là nhiều, và phân đoạn đó phải quay đi hơn hơn một chục lần, bởi vì phải có lần mà Bảo Thanh ngưng cười không được á, phải xin xin đạo diễn cho dừng lại chút để cho nó dứt cái cơn cười đã rồi mới bắt đầu quay tiếp. Thì cái cặp đôi của Đức Cần Trô với lại Son của Bảo Thanh trong phim á, rất là giống như là một cặp đôi, dù là chắc là sẽ không thành với nhau rồi đó, nhưng mà rất là ăn ý. Thì không biết là sau khi Nghị quay phim xong thì Nghị với Bảo Thanh có thân thiết hơn hay là chia sẻ với nhau những sự việc khác không? Cái vấn đề này thì nó thật sự nó cũng hơi hơi nhạy cảm chút xíu. Có một cái kỷ niệm nữa là khi mà quay á, thì Nghị cũng 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 hay chọc Bảo Thanh lắm, bởi vì Nghị cũng xem Bảo Thanh ở trên sống chung với mẹ chồng, thì biết cô gái này cũng cũng rất là cá tính, cho nên là Nghị cũng cũng chọc chọc ghẹo theo kiểu là cho nó thân thiết thêm thôi, chứ không phải là kiểu trai gái. Thì có một lần đang đang chọc ghẹo Bảo Thanh như vậy, đang cười đùa với Bảo Thanh, thì tự dưng là chồng Bảo Thanh xuất hiện. Rồi, rồi rồi lúc đó như thế Vô nào? mặt giống như là mặt bị xịt keo. Mặt kiểu nai tơ lắm, kiểu tôi chưa làm gì hết, tôi không có nói chuyện gì với vợ anh hết đó, đừng có nhìn tôi dạng vậy. Cho nên là vì lý do đó cho nên là Nghị muốn giữ cái khoảng cách để đừng có gọi là làm ảnh hưởng tới gia đình người ta quá.